xin chào các bạn, xin mời các bạn vào nhà tôi. Hôm nay thì tôi đã ở nhà và rất là vui lòng là chia sẻ với các bạn một cái thiết bị vô cùng tuyệt vời mà tôi rất là yêu thích. Đó là một phần tất yếu của căn bếp của mỗi nhà. Đây nhá, bác sẽ mời con uống nước này. Rất đặc biệt luôn. Máy gì sao xịn đấy ạ? Máy này á? Máy lọc nước đấy. À, máy lọc nước ạ? Đấy, bác vừa mới lấy nước cho con uống đây này. Đây là chỗ phần lọc đúng không ạ? Đúng rồi, đây toàn bộ cái máy lọc nó chỉ có như thế này thôi này. Đó, máy lọc nó nhỏ xinh như thế này thôi. Đấy, thế sau đó thì cái nước thì nó được dẫn ra bên này. Thì con sẽ nhìn thấy là cái máy này nhá, đây nha bác mở ra này. Đây là nước thông thường này. Đó, nước này là nước để chúng ta có thể rửa tay được. Rửa bát hồng răng nhìn lạc. Nhưng mà khi mà nước lọc thì đây chính là cái phần nước này, đây là phần nước lọc chảy ra và chúng ta sẽ hứng và chúng ta uống trực tiếp từ vòi luôn. Đó, cái máy này nó rất là hay. Thứ nhất là đầu tiên là nhìn thấy xinh không, máy rất đẹp đúng không, gọn quá. Này nha, nhưng mà đây chỉ cho cái này hay cực này. Đây nha, cái máy này nó nhỏ xinh này thôi nhá, nhưng mà như bác cháu mình là cũng có thể tự lắp được nhá, bởi vì là nó chỉ cái lõi của nó chỉ có một cái lõi như thế này, chỉ việc vặn nó ra này, thế là chúng ta đã lấy ra lõi. Và trong cái lõi này thì nó có 3 phần rồi, lõi này trong 3 trong 1 là cái gọi là cái công nghệ siêu lọc 4 bước thông minh, 3 bước ở trong cái lõi này, còn bước thứ tư nữa này, đây nha, khi mà lắp trở lại này, khi bật nước uống lên này, có phát hiện thấy cái gì không? Đèn xanh. Biết là đèn gì không? Đèn UV. Đúng rồi, thông minh thế. Đèn UV, nhưng mà cái điều đặc biệt là cái này, đèn UV này là cái UV cathode lạnh. Thế thì cái UV cathode lạnh ấy, nó sẽ không làm già cái bóng và cái chất lượng nước nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái chất lượng của cái đèn UV nóng mà nó bị đen bóng này. Đó. Thế thì cái đèn UV màu cực tím màu xanh này ấy, nó có cái tác dụng là nó triệt tiêu những cái nang bào tử ở trong nước. Mà thông thường kể cả những cái bước lọc kỹ nhất thì cái phần mà những các cái nang bào tử ấy nó vẫn nằm ở trong đấy. Và khi mà chúng ta đun nước ấy thì cho dù đun nước thì những cái nang bào tử đấy chỉ trong vòng 3 đến 5 ngày là nhiều thì nó sẽ quay trở lại, nó sẽ tạo thành những cái váng mờ mờ ấy. Thế đã bao giờ cháu thấy những cái váng nước khi mà nước đun để lâu chưa? Cháu thấy rồi, tại vì ở nhà cháu cũng là mọi người, chủ yếu là bà cháu ấy, là có đun nước thì cũng có thấy váng đấy rồi. À thế ạ. Thế ở nhà cháu là đang dùng máy lọc nước gì? Cháu đang sử dụng máy lọc nước bình thường thôi, mà máy lọc nước đấy chủ yếu là để uống chứ không phải là 2 trong 1 như thế này. À. Thế nhưng mà bình thường cô không biết tên là gì à? Cháu cũng không nhớ rõ lắm tại vì khá là lâu ấy ạ. Nhưng mà cái điều gì nhớ nhất ở cái máy lọc nước ở nhà? À, ở nhà thì máy lọc nước kiểu cái dây dựa nó hơi lằng nhằng quá ấy. À. Ở bên dưới nó lằng nhằng quá nên là cháu cũng không biết, không tiện lắm, cháu cũng không đi sửa dọ trong đấy lắm. Thế à? Vâng. Thế thì đây nhá, để bác cho xem này. Đây, đây ở dưới cái bồn rửa bát của bác này. Nó rất là thoáng, khô, sạch. Bởi vì nó không có cái dây dựa lằng ngoằng gì cả, đúng không? Và nó cũng không bị một cái bình nào chiếm giữ ở đây hết. Bác ở bên phía này thì bác để những cái đồ sử dụng lau chùi này, bên này bác để rổ này, nó rất là khô thoáng sạch. Bởi vì sao? Vì toàn bộ cái máy này nó không có nước thải, nó ở ba cái lõi này nó nằm ở trong đây hết rồi, không bị nước thải ra này, không dây dựa lòng ngoằng này, và đặc biệt là có duy nhất một cái dây này thì nó lại là cái dây nó được đúc sẵn, cho nên là ba đường nước nó nằm ở trong cái này, không bao giờ có cơ hội vi khuẩn có thể xâm nhập được vào, không bao giờ có cơ hội là những các cái vặn xoắn rồi những cái ốc mà bắt nối của nhau ấy nó bị rò rỉ ra, nó gây ra rò rỉ nước. Đấy, thì đây là cái điều rất là đặc biệt. Còn một cái này nếu bác chỉ cho mà nhìn thế này, cái này rất hay nhá. Đây, mình có thể tháo nó ra này thôi. Thế tháo ra nó có hai cái lý do, một là lâu lâu mình cũng phải vệ sinh lại. Thì mình chỉ cần mở cái đằng phía đằng dưới này lên, mình chỉ cần lấy cái bàn chải này, mình sẽ cọ nó đi thôi. Đó, mình cọ nó đi thì nó sẽ luôn luôn nó đảm bảo sạch cho mình. Đó, nó đảm bảo sạch thế này. Đấy. Và mình cọ cả đằng trước đằng sau này, nó rất là sạch sẽ. Đó, nó luôn luôn giữ được sạch sẽ như thế này. Đó,
tiện quá đấy nhỉ. Ờ, và sau đó thì mình lắp lại thôi. Thế còn cái này nhá, con nhìn thấy là đây là cái một nối đúng không? Vâng. Nối giữa cái đầu vòi này. Vòi này là vòi nước thông thường nhá. Vâng. Với cái đầu vòi này thì nó có một cái cút này. Vâng. Cái cút này nó ở trong máy. Một cái bộ máy này nó sẽ có 6 cái loại khác nhau. 6 cái loại khác nhau để phù hợp với những các cái vòi khác nhau. Vâng. Đó. Thì chúng ta chỉ việc thế này thôi, rất là đơn giản. Thế thôi, thế là xong rồi. Rất là đơn giản. Đấy, rất đơn giản thế thôi. Đó, cho nên là ở máy này thì có mấy cái điểm nó thú vị như này này. Thứ nhất là rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ lau chùi, dễ sử dụng, dễ làm sạch này, đúng không? Cái bước thứ hai đấy là cái chất lượng lọc nước của nó là đạt tới 6 số 9, có nghĩa là 99.9999% lọc sạch cái vi sinh vật và virus. Cái bước thứ ba là rất là đơn giản, tiện lợi, mình có thể tháo lắp rất là dễ dàng. Cái bước thứ tư đó là rất là tiết kiệm, vì nó không có nước thải, cho nên là chúng ta không bị tốn phí cái nguồn nước bỏ đi như là những cái máy mà các công nghệ khác nó làm thải đi mất 50-70% lượng nước. À. Và cái điều thứ tư nữa, ở nhà cháu có hay đi du lịch đi xa, đi về quê hoặc đi đâu xa dài ngày không? Có. Thế thì cháu chỉ việc đi bất kể nơi đâu, cháu rút cái ổ cắm điện ra, tháo cái này ra, cho vào cái thùng, xách đi theo, mang đi, cả nhà luôn luôn có nước uống sạch sẽ và an toàn, không có sợ là nước, nguồn nước ở đâu nó không đảm bảo cho mình cả. Đó, thế thì đấy là cái điều tuyệt vời của cái máy này. Đó, ok. Máy này tiện quá nhỉ. Còn hỏi điều gì nữa không nào? Thế còn cái túi lọc ạ? Túi lọc thì có thể thay được như thế nào ạ? Cái này nó là cái lõi lọc chứ không phải túi lọc. Nó là cả một cái lõi lọc đó. Cả một cái lõi này thì đơn giản lắm. Ở đây thì cứ hết 5.200 lít nước. Thì đây, nhìn này, 5.200 lít nước thì cái đèn cảm ứng này nó sẽ báo cho mình màu vàng lên. Có nghĩa là cái lõi này phải thay. Thế thì đơn giản lắm, mình chỉ cần mua sẵn cái lõi này để đây thôi. Và khi nào mình thay thì mình chỉ việc kéo nó ra, xong rồi lắp cái lõi mới vào, vứt cái lõi này đi. Nó giống như là cái cartridge mực in của máy in ấy. Đó, thế thôi, rất là đơn giản. Và nó không phụ thuộc vào cái thời gian, mà nó phụ thuộc vào việc mình sử dụng bao nhiêu. Mình đi qua hết là 5.200 lít nước thì lúc đó máy nó sẽ tự báo. Cho nên là mình sẽ không lo cái việc là bao giờ thì phải thay cái lõi nào. Đấy. Ở nhà cháu thì ai là người theo dõi cái lõi lọc? Phần lớn là mẹ cháu. Mẹ cháu à? Nhưng mẹ cháu có cũng có thực sự nhớ là khi nào phải thay cái lõi nào không? Không, mọi người nhớ. Đấy thì cái điều đấy nó cũng làm ảnh hưởng rất là nhiều đến cái nước của mình. Vì là mình không nhớ là bao giờ phải thay lõi. Thì có thể là thay quá sớm thì tốn tiền, mà thay quá muộn thì là thành ra mình uống cái nước nó không được sạch, vì là nó đã quá hạn rồi thì nó sẽ không tốt. Đấy. Tiện quá thì cháu có thể vào với mẹ mua luôn ạ. Ok rồi, mua luôn, khẩn trương luôn.